Xin kính chào các bạn. Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thiết lập vật liệu cho phần mềm Ecotech Analyst 2011. Như các bạn biết rằng, phần mềm Ecotech Analyst là một phần mềm phân tích về năng lượng và vật liệu là một trong những yếu tố quyết định về năng lượng trong công trình. Để thiết lập về vật liệu, chúng ta sẽ vào 3D Editor. Sau đấy, ví dụ như mình muốn thiết lập vật liệu cho bức tường, các bạn có thể kích vào bức tường này chẳng hạn. Sau đấy các bạn vào Material Assignment. Ở đây các bạn có thấy chúng ta đang là tường, mục tường. Và các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái loại vật liệu có sẵn trong thư viện của Ecotech. Ví như ở đây đấy, mình sẽ chọn Applet Chain. Lưu ý rằng mục Primary và mục Additive các bạn nên chọn giống nhau. Các bạn có thể về Visualize để xem. Thế lập tức các bạn thấy rằng bức tường chúng ta đã được thiết lập vật liệu. Tương tự, các bạn có thể chọn các bức tường khác, có thể chọn nhiều bức tường bằng cách sử dụng phím Shift. Đấy. Phím Shift kết hợp phím Cách. Đấy. Hoặc có thể bỏ chọn bằng phím Control. Đấy. Lưu ý rằng khi sử dụng phím Cách các bạn vẫn giữ Shift như thế này. Đấy. Thì vẫn giữ Shift. Sau khi chọn xong các mảng tường, các bạn có thể thay đổi hàng loạt cho nó như thế này chẳng hạn. Đấy, đọc lại trên. Và mình sẽ về Visualize. Đấy, chúng ta đã thay đổi hàng loạt vật liệu cho bức tường của chúng ta. Ngoài ra các bạn sẽ thực hiện các thao tác còn lại cho mái, ví dụ như mái. Đấy. Mình sẽ chọn loại mái. Đây các bạn thấy hiện tại nó chưa chọn Various, các bạn có thể chọn về Group. Đấy, có những loại mái ở đây. Trên. Ngoài ra các bạn có thể lựa chọn hàng loạt các đối tượng, ví dụ như mình muốn chọn hàng loạt các đối tượng cửa sổ. Các bạn có thể vào Select và các bạn chọn By Element Type, chọn Window. Đấy. Và tương tự chúng ta có thể thay đổi hàng loạt cái thông số, ví dụ như đây. Mình chọn loại cửa sổ là Single Glass Alone Frame, chọn Apply Chain. Tương tự cho cửa đi và cho diện trần. Đôi khi các bạn có thể thay đổi, các bạn muốn diện trần nhưng lại mang cái vật liệu của diện mái chẳng hạn, thì các bạn kích vào đây chọn Roof, thì các bạn có thể thiết lập cho nó vật liệu Roof cho cái diện trần này. Đấy. Tuy nhiên ở đây trong trường hợp này mình sẽ sử dụng Ceiling. Đấy, mình apply trên và mình sẽ về Visualize để kiểm tra. Bạn thấy rằng chúng ta đã thiết lập vật liệu cho các đối tượng trong công trình của chúng ta. Mình lưu ý rằng việc thiết lập vật liệu nó sẽ ảnh hưởng đến các kết quả phân tích năng lượng mà các bạn sẽ có. Do vậy các bạn cần phải chú ý cái mục vật liệu này. Ngoài ra, các bạn hoàn toàn có thể thiết lập các loại vật liệu riêng biệt cho các bạn. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn các bạn trong các bài học nâng cao lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.